Hạnh phúc lan xa, Duyên tìm bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Có một loại công việc chuyên nghe người ta than vãn, hóa giải sự than vãn. Công việc của chị Lý Sâm Linh rất gần như công việc như vậy. Chị làm thư ký điều hành trong hội chị em đã hơn mười mấy năm. Trong văn phòng luôn có chị em di dân đến than thân trách phận. Nhưng dựa vào tín ngưỡng và sứ mệnh, Lý Sâm Linh kiên thủ cương vị nghe than vãn này. Chị được nhiều người di dân kính trọng. Lượt ra xem, các bạn ghi nhận Lý Sâm Linh kiểm tra xem chị em nào đã lâu không đến, chị cầm điện thoại bắt đầu gọi đến quan tâm. Mới nói vài câu thì có người gõ cửa, chị tạm gác bỏ việc giờ trang cùng với chị em đến than vãn ngồi tâm sự. Công việc này cứ luôn đón nhận tâm tư phản diện của người khác, nhưng trong lòng Lý Sâm Linh điều chỉnh rất tốt. Phải có cảm giác như là một sứ mệnh, tôi cũng cảm thấy như là một sứ mệnh. Có một chút là gánh đỡ vì chúng tôi tất cả là đại diện cho một cộng đồng. Trong một cộng đồng thì giống như tôi đến lâu hơn khoảng 20 năm. Cũng giống như một người tiên phong vậy, tôi thường nghĩ rằng tôi hy sinh đã đến rồi thì không có cách chọn lựa khác. Đã chọn rồi thì phải phụ trách đó. Tiền lương và những đóng góp bỏ ra không cân đối, có khi chị không khỏi tự hỏi mình tại sao vẫn phải làm. Nhưng từ trong kinh nghiệm ở quá khứ, chị biết là chỉ cần ở thời khắc quan trọng ra tay giúp chị em thì có thể giúp chị em vượt qua cửa ải quan trọng. Là các chị em tuy có sự phản diện nhưng mà họ có một khoảng thời gian rất là mấu chốt. Chị chỉ cần, ngay cả tôi cũng đã từng trải qua như vậy, chỉ cần giai đoạn đó vượt qua được thì sẽ qua hết đó. Từ Đại Lục, chị gả đến Đài Loan, chồng chị lại làm kinh doanh lâu năm ở Đại Lục. Lý Sâm Linh cười và nói, anh ấy sống ở nhà tôi sống ở nhà anh ấy. Cũng vì thấu hiểu được hôn nhân xây dựng không dễ dàng, chị dùng sự thông cảm cùng chị em bên nhau, cho dù thường làm cái thùng rác cho chị em chút tâm trạng vào, chị vẫn cam lòng tiếp nhận.